Bà cũng hơi nghiêm khắc, bà cứ hay ngó ngó nhìn nhìn. Sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ. Dạ. Mới thay đổi đây. Chứ trước đây bà bắt đông ngôn ngữ, làm khi mẹ bảo nó lại cái này cho mẹ, cái này cái nó không hiểu, nó cứ đứng trớ mặt đó vậy. Cái chồng kêu hô, hỏi ra cái cãi, hỏi ra cái cãi. Đúng rồi. Cái xong chồng la hô, em là kêu hô ghế nam hay cãi nữa nè. Đúng rồi. Vậy thì sợ, nó sợ cái gì, mẹ có làm cái gì đâu mà sợ. Hay lo sợ. Nói nhưng mà ấn tượng đầu tiên thì không ấn tượng gì cả. Ấn tượng đầu tiên là không ấn tượng gì cả. Tại vì con trai tôi thì cũng lớn tuổi rồi. Thế là mình mà bảo là bố mẹ ơi, đến năm nay con mang một cô bạn gái của con về ăn Tết. Bảo là bạn gái con ở miền Nam. Thì tôi thì muốn lấy con trai là lấy con gái miền quê cho nó, nói chung nó theo cái phong tục tập quán cho nó dễ. Miền xa xôi thế này không biết, cũng thích hợp với miền mình. Mình cũng thích hợp. Đầu tiên cô thấy con gái con dâu tương lai cảm nhận sao? Bắt đầu mới nhìn thì là cũng được, cáo ráo sạch sẽ, trắng trẻo. So với con trai tôi thì là cô xinh hơn con trai tôi. Cáo ráo sạch sẽ, đầu tiên về thấy đẹp đẽ sạch sẽ chứ không lẽ ở dơ về gặp. Cái ấn tượng này thì nhìn người thì được. Hôm ấy cho một bữa gia đình ăn một bữa canh cua, canh riêu cua, thì cả nhà thì ăn đồng mặn và thì ăn chuối, ăn kiểu ăn cháy và không ăn được cả thịt. Cho mẹ một bữa ăn cũng ngon, cũng có cái ấn tượng cô bé này là mặc dâu gái miền Nam như vậy, biết nấu biết ăn. Nói con nhà tôi thì chưa bao giờ nó nấu cho mẹ một món cháy đâu, nhưng mà mỗi về gọi như dẫn về gặp mặt gia đình đầu tiên mà đã thấy thế nó chắc là nó không biết ý, thì cứ để xem thử thế nào cái đó. Em ơi, khi mà em quen ông xã của em đó, chắc chắn rằng em cũng sẽ có một cái vài suy nghĩ, không biết về mình làm dâu thế nào. Nhưng mà em tự ấn tượng lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng như thế nào? Ấn tượng lần đầu tiên em gặp thì em thấy bà cũng hơi nghiêm khắc, bà cứ hay ngó ngó nhìn nhìn. Sợ không? Hơi sợ. Hơi sợ. Dạ. Chú em có để ý bà kỹ không? Dạ. Cũng nhìn ngó ngó cho bà đối xử với mình như thế nào. Đây là một người con dâu miền Tây thì bác đã thay đổi cái suy nghĩ đó chưa? Nhất là chăm ngoan, không có ác cảm như ngày xưa, vừa hiền vừa ngoan, vừa nhẹ nhàng, biết trên biết dưới. Nhất là hai chị gái, hai bà chị cũng đánh đá. Nói thật, con gái tôi có nấu ăn gì đâu, nó lười lắm. Rồi như bác cứ cố con dâu đi là phải gánh hưởng nhiều. Mới thay đổi đây. Chứ trước đây và bắt đầu ngôn ngữ, làm khi mẹ bảo nó lấy cái này cho mẹ, cái này cái nó không hiểu, nó cứ đứng trớ mặt đó vậy. Là tại vì người ta không hiểu chứ, bà không dám, không muốn làm. Đó, đó, dạ, đó, dạ, đó, đó. Lên lúc ăn cơm á, mẹ kêu lấy cái đọ. Cái đòi. Cái đòi, cái xong rồi cái em đứng, em cái đòi là cái gì? Gặp con cũng đứng mình đó bác. Hỏi thì không dám hỏi, hỏi lại. Cái bà mới quát lên. Cái xong rồi em mới nói không? Mẹ ơi, cái đòi là cái gì vậy? Cái xong bà mới nói không? Cái đội là cái bát ăn cơm á, cái chén ăn chén, cơm. Dạ. Cái xong em nói rồi, trời ơi chết ơi, làm sao mà mình hiểu. Ôi, có bao giờ cô dành con dâu lắm không cô? Nhiều chứ, bởi vì mới đâu, bởi vì nói không hiểu tiếng á. Mình thì cứ chơi nọ, nó thì cứ đứng trớ mặt rồi cứ nhìn. Chính là cái sai của em ở chỗ á, ví dụ như là mẹ kêu lấy cái đội á thì cũng phải quay qua hỏi chồng, hay là ủa cái đội là gì anh, chứ đứng như ngạch thế này thì mẹ chồng la là đúng rồi, cái đó đâu có trách được mẹ, và chính em phải là người thay đổi không chứ. Chú, con thấy chị có quyết tâm nha. Còn cái chuyện ngôn ngữ là mình sao mình biết được mà mình học. Thì hỏi nói liền, mẹ ơi xin lỗi mẹ, cái đội là cái gì mẹ? Không có chú, tâm lý của con khi mà mẹ chồng sai là đâu có dám mình trả lời liền vậy được. Không dám cứ đứng mặt trơ trơ gì, mẹ không tức thêm mà đúng rồi. Tại vì mỗi lúc nói cái chồng kêu hô, hỏi ra cái cãi, hỏi thấy ra cái đúng cãi. Rồi. Cái xong chồng la hô, em là kêu hô ghế nam hay cãi nè. Cái xong không biết. Tại sao không nói là ủa con đâu có cãi mẹ, con hỏi mà. Vậy là cãi đó chú, vậy là cãi đó. Phải không cô, phải không cô? Không, để có thể nó không phải cãi mà bà không hiểu, không biết thì hỏi. Đúng rồi. Vậy thì sợ cái gì, mẹ có làm cái gì đâu mà sợ. Hay lo sợ. Có mẹ đâu có làm gì đâu. Ngoài những cái từ đó có gì, từ gì mà không biết nữa, liệt kê một số ra. Mẹ đi nhà cô Vân, mẹ cùng trông để làm rau làm cỏ. Thì bởi cái nó mọc lung tung, mẹ mới bảo lại cho mẹ cái chon. Cái gì? Mẹ đau lên, đau cái cỡn lên á. Cái gì bác? Cái chon. Là cái chon gì? Là cái gì? Hả? À, cháu có lính biệt à? Cái sẻn hả? Không. Thì bảo lại cho mẹ cái chon với cái vén để mẹ xúc. Cái chon đi đau cỡn lên, cái vén đi để hứng giữa này này xúc này. Nó cứ đứng nó ngẩn ngơ nữa, chứ là mẹ phải chạy vô mẹ để cái chon là cái ní này. Đúng rồi, cái vén là cái ní này, sao mà không biết. Nghe lạ quá, cái ngớ người đúng đó. Rồi đó thì em phải hỏi đó. Hỏi mẹ ơi, cái chon là cái gì, cái vên là cái gì,
Cô lấy ra cô nói sao với con dâu? Thì mẹ mới lấy ra này, này cái này là cái tròn quá này, cái này là cái vế nó con này. Nên là ô mẹ ơi, đấy là cái này là quế con đó, con cái xuồng và cái xẻng, cái xuồng và cái xẻng. Xuồng xẻng. Con là nghe dễ lắm luôn cô, mà đến nay con giờ con nghe còn chưa được nữa đó, đừng nói chi con dâu. Cô cũng đâu có giận con không, dâu đâu đúng không? Không, cũng giận đâu chứ, mình đang không nghe nổi thôi mẹ này. Thôi mẹ xin lỗi con, bởi vì con không hiểu mẹ nói tiếng địa phương thì thôi. Có những cái gì khác biệt nhau nữa không? Hay ngoài cái những cái việc ngoài đó, ngôn ngữ, cái phong tục gia đình hay là sao đó? Lắm khi đây, ví dụ như ăn uống ba thì hãy thưởng chậu, dù như tốn về á, ba thì bao giờ bảo bóc vỏ ra, bé đi không bóc vỏ thì bảo thế này nó ăn được chứ mà. Rồi khi về cháu nó ăn, rồi thì nói mẹ nói rồi mà con không nghe chứ cả, cứ cài đi. Rồi cái giữa là của cô ngồi ăn, cả nhà ăn cơm, ba thì cứ phải ngồi bắt đứng con tôm cho cháu nó ăn. Vậy tức chứ? Tại vì em thấy tôm nó cũng không có cứng vỏ lắm. Em cứ nghĩ là trẻ con thì tập cho nó ăn như vậy thì nó sẽ có nhiều chất canxi hơn. Chú, con nghĩ là quan điểm của chị cũng đúng nhưng mà là sai. Thì ăn vỏ cũng được nhưng mà mình nhập gia tùy tục chú ha. Đúng rồi, phải mình phải nên nên thay đổi. Nghe mẹ chồng chứ. Có bao giờ em cãi mẹ chồng không? Dạ cãi thì chưa dám cãi. Không làm theo lời. Đứng hình là chứ gì không có dám cãi. Không làm theo lời, cái chuyện đứng hình là không hiểu rồi. Cái đó. Còn cái chuyện không làm theo lời nữa. Đó. Có những lúc mà con dâu mà không làm theo lời cô thì cô có giận không? Có chứ, có buồn chứ. Làm khi cùng tự trách bản thân mình thì tại sao mình làm mẹ mới thì nói con không nghe. Nhất là con dâu nữa. Vâng, đây là con dâu. Rồi nhất nữa là cái này nữa này. Giờ hôm nay cũng thổ lộ luôn. Làm mẹ thì ăn chay mà con cứ mua đồ tươi xong về cứ làm trước mặt mẹ, mẹ ghét lắm. Thì hai nữa là nấu ăn trong nhà cả một thịt nó bóc lấy nữa mẹ không chịu được, mẹ la mẹ hét. Đúng rồi, làm vậy sao được, mình ăn mặn mà làm đồ mặn trước mặt người ăn chay thì cái đó không nên. Mà lại là chưa thích nấu bếp bếp điện, bếp gas không dùng. Rồi nhà có cái lo củi á, cũng thích. Này con từ xưa như con biết làm, con biết đun củi, con chỉ biết đun đêm bếp điện thôi. Rồi mẹ cũng luôn, tự nhiên đứa nó về đấy đi dư nó làm đảo lộn cái nhà lên. Giờ rồi có nấu đồ ăn mặn trước mặt mẹ không? Dạ không. À đúng rồi, phải thay đổi đó chứ. Có một cái chuyện này hết sức nhạy cảm nè, tức là tiền bạc á cô. À trong chúng thế này, hồi xưa mới về á thì là chúng nó cứ hăng thẳng, thì trung bình nó cứ nộp cho mẹ đừng 2 triệu bạc. Chỉ tức cái nào thôi, con tiền điện đọng nước nói là bố mẹ chờ chịu hết. Đây cũng là một trong những cái hy sinh của người mẹ chồng ha. Đây cũng là một trong những cái cặp mà cũng không có nhiều mâu thuẫn lắm, hợp với nhau. Bởi vì mỗi người chịu khó hy sinh một chút xíu ha. Còn bây giờ thì sẽ có những cái bí mật mà có thể là hai mẹ con không có biết được. Mời cô với lại mời em nhìn về màn hình. Từ trước tới nay thì hai mẹ con chẳng có gì gọi là khúc mắc cả. Lúc đầu thì cũng do cái ngôn ngữ thứ tiếng bất đồng thì hai mẹ con thì cũng nói qua nói lại, nhưng sau này do hiểu nhau hết rồi thì tất nhiên là mẹ con yêu thương nhau rồi thấy hòa thuận. Em cũng mong muốn như vậy được kéo dài thôi. Mẹ thích nhất ở cô dâu con dâu á là chăm chỉ và chịu khó học tập và thích nấu ăn hòa đồng với mọi người, và mẹ rất thích rồi. Thấy hai mẹ con rất hòa thuận, rất yên tâm. Sắp tới thì vợ thì đang có bầu, nên đây mẹ rất yêu thương, nhưng mà lúc năm cũng có nhiều áp lực về vấn đề chút cũng nhiều cái phức tạp. Thì nhiều con cũng biết là mẹ với chị là yêu thương, muốn lúc năm sinh ở trên này, nhưng vì điều kiện mẹ muốn lúc năm muốn là cho về quê cho tiện, muốn xin mẹ cho vợ về quê để sinh em bé và cho mẹ vợ tiện chăm sóc, mà ý muốn của vợ cũng là vậy nên mong mẹ thông cảm. Mẹ đừng buồn, tại vì con cũng không muốn như vậy. Mẹ là thương con hết sức mình luôn. Anh là người ngoài cuộc á, nhưng thấy đúng ra cũng một cái nỗi buồn cho bác gái ở đây. Như thế cũng chưa có giải thích được cái chuyện gì tại sao lại phải về quê. Hồi nãy con có thấy trong clip là người chồng nói là người vợ có áp lực. Áp lực gì? Mình có thể chia sẻ để mà mẹ được hiểu hơn. Dạ, áp lực giống như sanh em bé ở trên đây rồi bắt mẹ chồng phải làm đủ thứ, trong khi nằm cữ á, mẹ chồng phải cơm nước
Còn mẹ ruột mình thì thoải mái hơn. Thoải mái hơn. Sao cô? Cô suy nghĩ thế nào về? Tôi cô thì suy nghĩ thế này thì thôi được, thì nếu như cháu mà muốn thế thì vẫn đồng ý chiêu hai con thôi. Chứ mẹ thì là mẹ đã lo cho xây dựng gà vợ gà chồng, vẫn tổ chức đóng cửa cho hai con rồi. Thì giờ sinh con cái thì ông bà cùng muốn để chăm sóc chứ. Để ví dụ sinh cháu ở nhà mình thì như đẻ ở nhà mình ở bệnh viện đấy thuận tiện, thì đến cái ngày được đón cháu về nhà. Và thì như vậy cứ chăm mẹ chăm sóc hai của con gái mẹ đẻ thế nào như mẹ chăm sóc con dâu như vậy. Không hề là giặt rũ cơm nước thuốc thang tiền bạc đi hồ sinh đâu chăm lo hết. Nhưng mà lấy dư theo hai con lấy không đáp ứng theo nguyên vọng của mẹ thì không bị chịu. Buồn đấy. Em thấy mẹ chồng khóc như vậy thì là buồn đấy. Mẹ chồng cũng muốn nhìn thấy cháu trực tiếp vậy. Đúng lúc này em lại bỏ đi về quê. Con cũng rất muốn ở trên đây. Nhưng mà... Thì thôi về cho cả con được quyết định rồi. Thì thôi mẹ không chiêu chứ chẳng bắt không được. Ý mẹ như vậy mà cả con như vậy thôi mẹ không ép. Nói chung là hai bên đều có vui vẻ cả không sao cả. Thế bên ngoại cũng muốn nhìn thấy cháu ngoại, bên nội cũng muốn nhìn thấy cháu nội. Nhưng mà ông bà cũng thích ở trên đây thì em sẽ sanh ở trên đây. Xong rồi em sẽ về quê. Ở luôn? Không, em về quê ở chừng vài tháng. Rồi xong rồi em sẽ lên lại Sài Gòn. Bởi vì em biết không, cái tâm lý của cô đây á, anh hiểu. Một người mẹ, một người bà đã nuôi từ hồi lúc 9 tháng 10 ngày. Bà trông rất là nhiều đúng không? Dạ. Trông rất là nhiều để trông hình hài cháu mình như thế nào. Mà đến lúc mà chuẩn bị thấy cháu thì em lại về quê. Nếu anh đứng vị trí anh cũng rất là buồn. Nãy bà nói là bà nói giỏi đấy. Chú, nhưng mà tâm lý của người mẹ ruột của chị này thì sao? Chú phải nghĩ cái tâm lý người mẹ ruột chứ. Nhưng mà con thì lại là tâm lý của người phụ nữ đi. Đối với mẹ ruột của con thì máu mủ ruột thịt rồi thì nó gần gũi hơn. Anh thấy thế này nè, thế này hay nè. Nếu anh đứng ở vị trí khách quan nha. Em cứ sinh ở đây, khi mà chuẩn bị sinh á thì có thể mẹ ruột sẽ lên. Khi mà sinh ra cháu rồi đó thì mẹ ruột, mẹ chồng, hai bà được ôm cháu vào lòng, vui vẻ với nhau. Có thể tuần đầu tiên khi mà khỏe khỏe rồi, có thể là em về dưới quê như thế thì nó hài hòa hơn. Như thế thì cả hai người đều hạnh phúc hết. Con cũng có suy nghĩ như chú, nhưng mà cái người mẹ của chị này với lại bác thì có ở chung được với nhau hay không? Cứ xuống ở đấy nhà đấy không sao hết. Bác mong muốn là con dâu và con trai vẫn ở mãi mãi trong nhà của bà, không muốn ở riêng. Nó vẫn có tư tưởng ở riêng hay sao á. Rồi, mong muốn của em với mẹ chồng. Mong muốn của em là muốn bố mẹ chồng sống với cùng với tụi em lâu dài, sức khỏe thì luôn khỏe mạnh. Em cũng rất thích được ở trong chung với bố mẹ. Hôm nay thì cảm ơn hai người phụ nữ đẹp nhất trong gia đình đã đến đây để tham gia chương trình, để chia sẻ những cái mâu thuẫn để chúng ta có thể giải quyết với nhau. Vậy thì hai người hãy ôm chặt lấy nhau nào. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để gắn kết chặt với nhau nữa. Rồi nói gì với mẹ chồng đi. Từ nay con sẽ không làm mẹ buồn lòng nữa. Mẹ cảm ơn con. Nếu như con vẫn thực hiện những lời hứa thế này mẹ vui lòng. Thấy mà thương quá. Hy vọng rằng khi cháu bé chào đời sẽ có được ông bà ngoại, ông bà nội cùng niềm vui với nhau. Chúc cho hai mẹ con thật nhiều sức khỏe. Chúc mẹ tròn con vuông nha. Nó còn nhỏ, còn trẻ măng, cũng biết làm gì. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính, nhưng mà qua tiếp xúc rồi rất là dễ gần. Khi mà lần đầu tiên cô gặp con dâu á thì cô có cảm nhận thế nào? Lúc tôi thì tôi cũng không để ý gì, tôi cũng không nghĩ gì. Tại vì lúc thằng trai tôi đi lên đảo về, thì về một thời gian gì cũng khoảng chừng tháng hai tháng gì đó, nó mới dắt cô này về giới thiệu. Nó cũng chưa dám nói gì, có làm là bạn thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng tôi á, nó còn nhỏ còn trẻ măng, không biết làm gì. Coi như buổi chiều đó đưa bạn về, rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con. Nó nói sao mẹ thấy bé xíu à, mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi. Biết có làm ăn gì được hay không. Mà tôi cũng thôi kệ đó, cứ để từ từ đi. Đó tôi cũng chưa nói gì hết, ấn tượng là ấn tượng thôi, không có làm ăn gì được hết. Còn bé xíu à, còn trẻ như bấm ra sữa mà. Dạ. Nó, tôi không có dám nghĩ gì hết á. Nhưng mà sau đó dẫn lại lần thứ hai á, biết là bạn gái là con dâu tương lai mình rồi, thì mình nhìn kỹ mình đoán như thế nào? Tôi thì lúc đó nói đây là bạn gái con, thì tương lai sau này á con cưới vợ luôn. Con cưới luôn. Mẹ nghĩ sao? Giờ con ưng thì mẹ cũng phải chịu chứ, giờ có thằng trai giờ biết sao nói. Có một thằng trai.
chị quen với ảnh là trong cái dịp nào? Dạ, trong dịp em đi chơi với bạn em, ba bạn em giới thiệu. Bạn em nói tao có thằng bạn này nè, nó chưa có bạn gái, mày quen không? Đi vào mai cái em nói quen thì quen, để quen thử coi làm sao. Rồi quen bao lâu thì mới về ra mắt mẹ? Mới quen nhau được 1-2 tháng, cái ảnh chở em đi chơi, cái ảnh mới nói thôi về nhà anh chơi đi. Cái em mới nói về nhà mẹ anh khó không? Mới quen mà về sao kỳ quá, cái ảnh nói cứ về đi không sao đâu, mẹ anh dễ lắm. Vậy kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em kết hôn được 5 năm rồi chị. 5 năm, có em bé chưa? Dạ rồi chị, con em 3 tuổi rưỡi. Dạ. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính, nhưng mà qua tiếp xúc là rất là dễ gần. Cô thích điều gì con dâu của mình? Vô tư, dễ thương đó, bé nhỏ xíu à, nhìn nó bảnh gái nữa, dễ thương nữa. Tính tình thì nó như con nít vô biết sao giờ. Lúc đó tôi cũng không biết gì, tôi không nghĩ gì sâu sắc hết á. Giờ em với mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì? Dạ, cô chở nhau đi chơi, đi mua sắm rồi. Mẹ chở em không à? Ủa sao không chở mẹ? Em lụn không khó trời. Trời ơi. Mẹ chạy xe rành hơn em. Trời đất ơi, sướng quá vậy. 8 tuổi để người 61 tuổi chở hả trời? Không phải, tại xe xe thôi. Nó chở tôi rồi sao tôi sợ. Đó là, nói chung là tôi thi bằng lái 594 rồi. Tay chèo tay lái một mình tôi mà. Mẹ em chạy xe dữ lắm, em còn sao em kêu mẹ ơi chạy chậm thôi, con sợ quá. Trời đất ơi. Nó cũng có xe chồng nó chở. Em đi, đi làm sao chở. Thì chồng nó chở, còn vậy tỷ nó ở nhà đi đâu cần gì thì mẹ, còn không thì đưa xe cho nó đi. Dâu sướng gì trời. Đi đâu chồng chở mới mẹ chở. Cửa nhà giặt đồ ai giặt? Dạ má giặt. Trời ơi. Trời ơi. Có bao giờ giặt đồ cho mẹ chồng chưa? Dạ. Cô không chắc có. Chắc có. Lâu lâu đột sức á. Lâu lâu. Vậy mẹ chồng có bao giờ giặt đồ cho con dâu không? Thì có luôn á. Thấy trời chưa? Ơi. Tại vì lúc nó đã sanh thì tôi lo hết chứ, tôi nuôi hết từ anh dép mà. Dạ. Em về nằm ổn tháng là mẹ em nuôi luôn, giặt đồ luôn. Trời ơi. Trời ơi, sướng quá vậy ta. Ủa, quá hình trời. Như là đây là con dâu mẹ chồng ngược lại phải rồi nha. Ơi, cái gì đâu mà mẹ chồng lo hết trơn vậy đó hả? Tại thằng con trai mình nó dở thì mình phải lo, mình giỏi quá rồi con mình dở. Ồ vậy là anh giỡn hả chị? Dạ. Có đi làm hoài không? Đi làm, đó, chồng em đưa thẳng tính chị. Nên mẹ chồng bù quá. Đó là chuyện gọi là họp nhau. Dạ. Chuyện nghe chiều này kia thôi, nhưng mà có bao giờ xảy ra mâu thuẫn không? Không. Hả? Mâu thuẫn là từ mâu thuẫn là gì? Không có mâu thuẫn gì hết trơn á. Dạ chưa. Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là cái gì? Mâu thuẫn là gì con? Trời ơi con, giờ con mất luôn chữ mâu thuẫn luôn rồi đó. Trời ơi. Cái này hay rồi nha. Cái gì mà chúng tôi cảm nhận mà bất kỳ gia đình nào mà mẹ chồng con dâu hỏi ủa mâu thuẫn là gì? Trời ơi quá. Cái gì chắc có gia đình này thôi. Có khi nào mà con mình làm điều gì mình buồn không? Không buồn đó liền à. Bộc phát liền à. Không vừa ý là bộc phát liền à. Nói con làm này mẹ không vừa ý là con phải sửa. Nó không sửa thì sao? Nó xin lỗi mẹ con sửa. Có mấy lần lúc mà em mới lấy chồng về thì em giận chồng mẹ em ưa dọn đồ đi. Đó là mẹ chồng mẹ em hơi buồn. Cô la gì mà giận gì mà phải xách đồ vậy? Dạ, không có la, ai chồng nó buồn, giận chồng đó chứ tôi đâu có ra này con. Em giận chồng em. Giận chồng cái mắc mới gì đâu có giận mẹ chồng đâu. Bởi vậy nói tôi nói mâu thuẫn gì tôi đâu biết mâu thuẫn. Nhưng mà nói giờ con dâu á có nấu nướng gì cô ăn không? Dễ lắm. Đói vậy con nấu cho mẹ có mì gói. Em nấu ăn nấu gì mẹ ăn đó rồi. Quen cà phê sữa. Con uống cà phê chế cho mẹ ly cà phê sữa mẹ uống. Chỉ có nấu mì với hoặc là sữa cho mẹ. Ừ, có làm gì. Rồi mẹ nấu gì con ăn? Con nó thèm á, nhiều món. Mẹ nấu cháo con. Mẹ nấu cho tụi con về tụi con ăn. Thì suốt cuộc đời mẹ chồng phục vụ con dâu vậy. Trời đó. Dễ thương quá. Thì lúc nào mình làm được thì giúp cho con, còn nó còn không làm được thì nói tùy nó thôi. Mà mẹ chồng gì dễ quá vậy? Nói chung mình nhá, cũng không khó, tại vì nó cuộc đời bộ đội mình mà. Đâu có khó chứ. Dễ thương quá. Cô la con dâu lớn nhất là la gì? Đâu có la gì lớn nhất đâu. Nói thôi. Nói sao, dù nói lớn nhất là sao? Mẹ em quên á, em nhớ nè. Nhớ. Chắc lúc hai chồng em gây lộn, cái em tức quá, em nói mày tao hay gì đó. Cái mẹ nghe, mẹ la, mẹ nói vợ chồng không được xưng mày tao. Cãi qua cãi lại thì em cũng mới giận, em bỏ đi. Xong rồi mấy bữa em cũng về em xin lỗi mẹ là cho em vô về nhà. Mà từ ngày có con là chồng em đỡ bớt nóng tính lại. Nhưng anh có biết con mình có những cái tật xấu gì không cô? Thì con trai á. Nó đi nhậu, bạn bè ra đường thì bạn bè, nhậu nhẹt, nhậu tới bến thôi. Nhưng mà sai thì không có sai, về tới nhà thôi.
Ví dụ như con mình nó mát, nó nói tại vợ con sai thì cô sửa. Sai cái nào hỏi rõ đúng. Hỏi con có sai không, con có nói đúng vậy chồng vậy không, con phải sửa. Là sai biết sửa ai thì xin lỗi mẹ. Rồi có bao giờ mà con dâu nó mát con ruột mình không? Có chứ. Lúc nó mát gì? Nó nói mẹ mẹ ảnh đi làm ổng ăn nhậu về ổng có phụ gì con hết trơn á, mẹ rày giùm phụ con. Rồi cô ra sao? Tôi nói thì hồi đó mẹ nói mà lúc mà người chuẩn bị con hai đứa tụi con quen á, là mẹ nói mẹ mẹ đẻ nó là mẹ biết nó à, con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu. Hồi đó nó chưa vợ là nợ của mẹ. Vậy nó là... có vợ rồi là nợ của con tự xử. Trời ơi thì đó là bớt bảo mừng quá, bảo mừng quá mới dễ đính. Trời có khi nào mà hai mẹ con cãi lộn vì ảnh không? Dạ không, không bao giờ. Toàn là ví dụ như hai chồng em gây lộn, toàn là em mét mẹ không, em mét mẹ nhiều hơn là ảnh mét. Có đem điện thoại đó không? Dạ có. Cho anh mượn điện thoại anh gọi cho xã em coi. Đưa số điện thoại anh bấm anh tự gọi cho. Dạ. Chuyện này phải làm bất ngờ vậy mới được. Có khóc mở máy có mở máy. Anh tên gì? Dạ, anh tên Tâm. Tâm phải không? Dạ. Để gọi nhím yêu cái tưởng. Anh tắt luôn. Rồi vậy là đang hỏi đó anh. Rồi vậy là anh tưởng đâu là có ông xã em á, anh sẽ hỏi một vài điều nhưng mà có lẽ hình như ông sợ quá ông tắt luôn. Tóm lại là mẹ chồng con dâu này không có mâu thuẫn. Không có biết chữ mâu thuẫn. Ừ, chỉ có niềm vui thôi. Mẹ chồng nàng dâu buồn buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn. Trời ơi hay vậy ta. Hai người nhậu luôn vậy đó hả? Có chị chồng nữa. Hai mẹ con với chị dâu, chị chồng. Đó, con nhỏ thứ hai nữa. Nhậu rồi mẹ con cũng ly vô luôn hả? Mẹ uống luôn chơi vui vui. Mẹ uống. Mẹ uống một ly là mẹ đi ngủ rồi, còn em với chị chồng em chờ uống tiếp. Có bao giờ mẹ chồng gọi là dạy con điều gì không trong cuộc sống không? Có chứ, nhiều lúc cái nào nó không biết thì mình chỉ dạy nó. Để sau này mình có nằm xuống đi rồi nó dạy con nó chứ. Trong gia đình có bao giờ nó buồn nhau một chuyện nhỏ nhỏ gì mà không giận nhau nói chuyện không? Không, buồn cái 5 phút à. Dạ. Nhà em buồn lúc giận. Đó nói xong rồi thôi bộc phát cái đám dây à, không để bụng. Thí dụ như có chuyện giận hờn thì ai sẽ là người hòa giải trước? Mẹ. Thí dụ là mình sai thì sao cô? Mình đâu có gì sai, mình là mẹ mà đâu có gì sai, mà sai con cũng đâu dám nhúc nhích. Trời ơi. Em từ đó giờ ở chung mấy năm rồi? Dạ, ở chung 2 năm. 2 năm rồi, không lẽ không có cái tật xấu gì của con dâu hết trơn hả? Với tại em cũng đi làm mà. Hồi đó em đâu đi làm tới chiều em mới về. Hồi xấu hay ấy. Ít nhất về nhà về tối chiều về. Về thì mẹ lo hết trơn rồi, về chỉ lên mâm ăn cơm xong rồi người tắm rửa ngủ thôi chứ. Thì cái xấu là không chịu lo cái gì cho mẹ chồng. Không bao giờ. Thì có mẹ lo hết rồi. Để đi làm với em. Trời. Con có gặp người mẹ chồng nào như thế này không? Trời, gặp là con đứng hình luôn á chú. Đứng hình nữa đó. Con có ước mơ được một người mẹ chồng như thế này không? Dạ anh muốn. Trời ơi, nhiều người mẹ chồng đang coi theo dõi chương trình mẹ chồng nàng dâu chắc là cũng bất ngờ lắm. Dạ. Thế nào cũng có một cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ gì mà này trắng trơn luôn, coi như lý lịch trong sạch. Chị đâu biết mâu thuẫn gì. Con cái thì có gì nói, không vừa ấy nói thẳng bộc phát là thôi. Tôi đây con tôi cũng vậy, gái tôi cũng vậy, không vừa ấy là rầy nó hai chồng đó. Cái nào lại vợ nói thì chồng phải nhịn, mà chồng nói thì vợ phải nhịn. Thì trong nhà tao nói chén gốc sống nhẹ khô, huống chi vợ chồng tụi con già còn lục đục chứ huống chi tụi con trẻ. Nên phải nhường nhịn nhau. Nếu mà sống với nhau á, ăn đời kiếp nhau thì đứa nhịn một câu, một câu nhịn chín câu lành. Bây giờ mình có mong muốn điều gì tốt hơn nữa không? Cô có muốn mong muốn con dâu mình thay đổi cái gì không? Đúng rồi. Thì nó coi như là sau này muốn con mình á biết rằng mẹ dễ, nhưng mà phải học hỏi theo mẹ. Để sau này cái gì tốt, cái gì xấu, xấu là bỏ, tốt để học hỏi, để dạy con. Cái tương lai sau này mình á, đâu có sống đời với con mình. Đó, nên là mình cũng chỉ cái nào khó con phải học hỏi hay là như thế nào để rút kinh nghiệm, để gia chạm vào xã hội. Bác còn con trai không? Có rồi, có đứa rồi. Tính xin làm con dâu á. Chị, còn chị muốn làm mẹ chồng, chị thay đổi gì? Dạ em thì mẹ chồng em như vậy là em rất là thương mẹ chồng em rồi, em không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết á. Nhưng mà em ước mơ là ví dụ như sau này em làm công việc gì mà có tiền nhiều, hoặc là trời thương cho em trúng vé số hay gì đó. Em sẽ cho mẹ một số tiền để sáng mai khỏi còn buôn bán cực khổ nữa. Chỉ vậy thôi.
hôm nay chúng ta gặp mà hai đối thủ đáng gờm, không có chuyện gì để phân tách hết trơn á. Quá vui luôn á. Quá dễ thương. Dạ.